Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Mở đầu sẽ là những tin tức tổng hợp trên lĩnh vực an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin trong năm 2023 sẽ tập trung cao độ kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến giao thông nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Trong đó, trên tuyến đường bộ, các đơn vị cảnh sát giao thông được giao làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm căn cứ vào tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện, có thể phối hợp lực lượng khác, thành lập tổ chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch trên tuyến, địa bàn được giao. Đồng thời thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, không được bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm. Các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, mọi hành vi lăng mạ, chống đối phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Chiều ngày 10 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã xử phạt hành chính đối với quán bar Heyo Club tại phố Cửa Nam về hành vi kinh doanh quá giờ quy định và bán bóng cười. Trước đó, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra đột xuất quán bar trên. Khi kiểm tra, Công an phát hiện có 164 người, trong đó có 128 khách. Qua kiểm tra, Công an xác định 20 khách dương tính với ma túy và đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy, thuốc lắc và đá. Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính 20 người này vì sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công an cũng thông tin đây là lần thứ 7 cơ sở này bị phát hiện và có vi phạm về ma túy. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý với 646 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 178 phương tiện, trong đó các tổ công tác 141 phát hiện xử lý 71 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 71 phương tiện. Lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện bắt giữ và bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 4 tin báo liên quan đến cháy nổ, kịp thời điều động 14 lượt phương tiện, 90 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ký văn bản về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường. Trong đó, Chủ tịch thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở ngành phải xây dựng các kế hoạch cụ thể, rà soát các điều kiện để sắp xếp lập lại trật tự hè phố, kiểm tra xử lý các vi phạm hoàn thành trước ngày 20 tháng 3. Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, thường xuyên duy trì trật tự vỉa hè lòng đường từ ngày 21 tháng 3. Báo cáo kết quả trước ngày mùng 2 hàng tháng. Công an thành phố chủ trì phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và thông tin các trường hợp vi phạm tới các quận huyện, thiết lập đường dây nóng, kênh thông tin như Zalo để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, báo chí về các vi phạm. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa phối hợp với Trường Trung học cơ sở Chu Văn An tổ chức tọa đàm về các biện pháp phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử cho hơn 80 cán bộ, giáo viên, học sinh đại diện các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại buổi tọa đàm, nhiều băn khoăn lo lắng của thầy cô và học sinh về các loại ma túy và tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử. Hậu quả tác hại của vấn nạn này đã được báo cáo viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố giải đáp và cung cấp cách nhận diện các chất ma túy, kỹ năng kinh nghiệm xử lý khi phát hiện người sử dụng ma túy. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong các trường học. Chúng tôi cũng đã làm rất nhiều những cái biện pháp tuyên truyền và giáo dục học sinh. Trực tiếp có, gián tiếp có, kể cả cũng đã phải có những cái biện pháp hình thức xử lý kỷ luật. Tuy nhiên là đứng trước những cái diễn biến phức tạp của việc học sinh
sử dụng ma túy hoặc là thuốc lá điện tử ở học đường thì chúng tôi thực sự là bối rối. Và qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi, tức là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách và một số học sinh cũng đã có thêm được nhiều cái kiến thức cập nhật về ma túy hiện đại, về thuốc lá điện tử, để từ đó có thể có những cái kiến thức chính xác khi mà truyền tải đến học sinh, và cũng được học hỏi thêm rất là nhiều những cái biện pháp tuyên truyền để có thể đến gần hơn với các con. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì con có thêm được nhiều kiến thức, hiểu biết về những cái loại ma túy và các chất kích thích gây nghiện. Hôm trước con cũng đã được tuyên truyền ở trong tiết giáo dục công dân rồi, và cuối tuần này sinh hoạt con sẽ khuyến khích các bạn là làm bao quanh để thuyết trình, nghiên cứu về các loại, các chất ma túy để các bạn hiểu sâu hơn để phòng tránh ạ. Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi hào hứng đã giúp các cán bộ giáo viên và các em học sinh cập nhật nhiều thông tin hữu ích để phòng ngừa ngăn chặn ma túy trong học đường. Và chính các thầy cô, các em học sinh sẽ là những báo cáo viên gần gũi nhất để tuyên truyền các nội dung này, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn, lành mạnh. Thưa quý vị, với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, quận Hà Đông đã và đang tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên toàn địa bàn và bước đầu đã tạo được chuyển biến trên lĩnh vực trật tự đô thị. Tuyến phố Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông là một trong 5 tuyến phố đăng ký là tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị của quận Hà Đông. Cùng với công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh trên tuyến phố này, lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, làm nơi kinh doanh và các hành vi xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Đây là tuyến phố văn minh đô thị, nhà tôi là bán hàng ăn cho nên là rất cần là phải sạch sẽ và trật tự xe rất nhiều cho nên là sẽ phải sắp xếp gọn gàng. Đối với các tuyến phố khác thì lực lượng công an phường, bảo dân phố cũng như lực lượng các tổ dân phố trên địa bàn phường, chúng tôi thực hiện công tác tuần tra, đôn đốc nhắc nhở cũng như là cho ký cam kết đối với các trường hợp, các hộ kinh doanh trên các tuyến phố và yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành quy định về lĩnh vực trật tự giao thông, trật tự công cộng đô thị. Trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, với phương châm dành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông đã ra quân tổng kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tiếp tục duy trì hiệu quả 5 tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị, gồm các phố Quang Trung, Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc và Hạnh Hoa, để từ đó triển khai nhân rộng ra các tuyến phố khác. Liên tục từ đầu tháng 2 đến nay, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về việc dừng đỗ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện sai quy định, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, dựng lều lán, mái che, đặt biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sự thông thoáng của hè phố, gây mất mỹ quan đô thị. Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã xây dựng cái kế hoạch, triển khai cái kế hoạch, rồi đặc biệt là ký cam kết đối với từng hộ dân để thực hiện xây dựng cái tuyến phố văn minh đô thị và đảm bảo cái công tác là duy trì trật tự công cộng trên địa bàn. Và Ủy ban nhân phường cũng đã tổ chức nhiều các cái đợt giao quân tuyên truyền nhắc nhở cũng như là đặc biệt là xử lý những cái trường hợp là cố tình vi phạm trên địa bàn. Các vi phạm liên quan đến cái việc dừng đỗ sai quy định, rồi các cái vấn đề sắp xếp phương tiện trên hè phố, hay như các cái vi phạm liên quan đến vấn đề là kinh doanh lấn chiếm cũng có. Như trên tinh thần chúng tôi ra quân đồng loạt, hay là kiên quyết duy trì về đảm bảo về trật tự công cộng đô thị về lâu dài, không để tái vi phạm các cái vi phạm liên quan đến vấn đề đảm bảo trật tự công cộng đô thị. Với sự ra quân quyết liệt đồng bộ của lực lượng chức năng cùng ý thức của người kinh doanh tại các tuyến phố được nâng lên, thì việc duy trì trật tự văn minh đô thị, mỹ quan hè phố sẽ được đảm bảo, tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi, làm đến đâu dứt điểm đến đó, để giải quyết dứt điểm các vi phạm nóng, nổi, phức tạp về trật tự theo phản ánh của người dân. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những chương trình lần sau.